cái đầu quạt uy tín tại shop gãy lê sinh shop.vn. Hello anh em, chào mừng anh em quay lại. Quần túi vũ quay. Cái lé thuốc địch mà đụng mẹ bán ngay. Ngay lé thuốc địch. Đang chỉ gom đồ đi. Ok anh em, hiện tại là mấy anh em mình đang ở trên giác ngồi chơi á, thì mình có lượm được cái áo khoác của thằng Phúc anh em. Nó ngủ chưa có dậy nên mấy anh em mình nghĩ là một màn trò rất là vui luôn để mà trò thằng Phúc. Nói chung là rất là lâu rồi mình chưa có màn trò nào để mà trò thằng Phúc đó. Ngứa gầy. Gì vậy? Quỷ gì nó vô giấy lộn quá. Trùm luôn á. Tao núp vô đây á. Lộn dơ lên. Mình giết được khác ơi. Anh em biết màn trò cái áo đâu mày Phúc? Áo em, áo đâu mày? Ở đây đụng mấy cục lưng rồi. Đây là cái áo. Đây là cái áo truyền kỳ của nó luôn. Và anh em biết cái màn lộn sang sao đụng ghét chứ không? Đụng nói rồi sao lớn to. Đụng cái sách của anh à. Single mà nhai rồi không quen. Nhưng mà gớt đụng mày quen single mà nhai. Không có. Ôi ra kìa bức lá nó bị thủ tiếp. Còn bây giờ nói chung là mấy anh em hôm nay tự nhiên dính mật. Rồi bây giờ là hai nên cho bây giờ bộ đi nấp để đỡ ta kêu thằng Phúc có dạy để mà thực hiện cái màn trò này. Ta phải phối hợp với Phúc trước nữa. Đỡ mà nó khỏi nghi ngờ. Nó biết hết sao? Nó khỏi nghi ngờ chứ. Nói chung clip này anh em phải theo hết clip này để mà hiểu mình trò Phúc như thế nào nha anh em. Ok, let's go. Ok bây giờ nói chung mấy anh em mình vô lấy da dừa để mà chuẩn bị hết đã. Ừ. Một áo mà kích luôn. Mé đập tí đó, đỡ làm xe cái. Cái đụng mé đi trời. Đồ quá là mất vậy đúng không? Chờ lưu chị. Lấy áo buồn. Điền người ta mọc lấy gì dừa cho lấy gì thùng nậu. Chục chà lưu niềm nữa. Mặc nhân khí đồ. Ok, rồi bây giờ hai bây lái xe đi trốn đỡ tao có cớ tao kiều Phúc xuống để mà tao lừa nó là mấy niềm mà thực hiện màn trò chứ. Hiểu không? Thì cầm đi luôn á. Thì cầm đeo đi đồ mệt. Cầm tao cầm gì nó nghi sao? Cứ mắc xe bom cúp chi á. À, rồi đi anh em đi. Chút gọi lên nha. Ok. Ba anh em nha. Mãi mãi anh em, mãi mãi. Ok, nói chung hai nó đi rồi, giờ mình lên thằng kia mình thằng Phúc á. Má nó ăn ngủ luôn không? Nói nè. Ai đừng mất cùng anh đi nữa. Nói chung là nó đi là tao chuẩn bị cho dừa sẵn rồi. Nhớ cái clip đó không? Nhớ. Chút nữa là mà tao mày chút nữa đôi tao tao mày tao. Đôi tao quay đôi tao quay mày mày với bộ kéo trước đôi là chạm nó tin. Quát biết không? Quát không biết. Tao nói đúng không? Quát bữa kéo lần rồi biết chẳng biết. Nhưng mà mình tròn tiếp đâu có tròn quát đâu. Tiếp ông cũng nghi ngờ đâu. Tiếp nó khôn lắm anh nha. Nó khôn khôn như vậy của mẹ nó chứ. Bây giờ nói chung là mình sẽ chờ hai nó đi bù kem gì đó vô bắt đầu thực hiện cái bàn tôi buổi trưa. Ok. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Official của mình đó là team mình. Hôm nay có một cái trò chơi rất là vui đó là kéo co và nhận tiền thưởng nha anh em. Và đội mình chú bên. Hai này mẹ chứ con sao mà ta với thằng Phúc đội mà với góc một đội. Kiểu con mà biết chờ hôi hôi đúng không? Mẹ hôi này sao tao phụ mày chết. Nhưng mà cái giá trưởng là mọi người con. Cái đồ mày có trang dơ đâu vậy? Nói chung là giá trưởng là tao bỏ ra 200k của anh em mỗi người bỏ 100k để mà thắng thua là tự chia. Không, tao muốn bỏ. Cái đồ mày dám bỏ mày. Tao đồ mày rồi ăn không mày. Cái gì gồm đây. Bỏ tiền nhá, đụng mày cái tao à. Quá cái lại dân. Tôi biết tôi đi khâu hứa, tôi mùi lắm, anh kiện mùi lắm. Rồi, bây giờ nói chung là mình sẽ bắt đầu cái clip này. Cái không? Cái kéo như đụng mày tròn tròn là tao nhìn thấy chứ. Mày dương bớt tôi, dương mày cầu của chi. Cái đụng mày tròn tròn. Bớt cầu của chi chậm. Còn dương quá cái kéo của chi rồi. Cái đụng mày. Đây, ăn đâu trao lại ra đó nữa. Điên điên ra đây, nó là clip trả trâu của này. Mày trả trước đây, mày trả trước đây. Trả trước đây, trả trước đây. Rồi, ok. Rồi, mình tao với ngàn phút đầu trước. Anh bắt kéo chứ Phúc là tôi kiếm bèo bây giờ chứ. Bị mát lại nha, từ từ đó vô lát khẩu trang hả? Còn mét bị mát nữa, kéo coi bị mát nữa. Ừ. Đủ mấy nó còn trâu trò trâu nữa. Mạnh lên. Hiện tại là thiết đang quấn nha. Nói chung là
Ok. Nào thì ông quốc ông qua kéo đi chân đi nào, mày kéo chân nào quốc mày bị mà mày bị khẩu trang cho kéo, cho trong đừng quốc đốt bạn quốc đốt tụi em chút là nó còn mày coi chi sao tụi quốc đốt cái đụng mẹ mày ra nó thằng quốc chứ nghe 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 đụng mẹ mày ngu một xíu anh đứng bên đây mà anh sợ nữa chẳng lẽ anh kéo bụi chi sao được đúng 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 từ tao kẹt cái tay tao này nguồn quốc đây à tao thấy chết rồi đi rồi thấy không thấy cái lồn á gì ừ thấy chưa Vô nhanh đi. Rồi nè, cho em với ông Quốc kéo không? Rồi mà bây giờ nha. Bây giờ mày với ông Quốc là kéo trước. À rồi sao? Tao. Đi ra chưa? Cho hồi nhỉ đi vậy. Đấy. Căng dây ra tao đo này, căng dây ra đo này, đấy. Căng dây ra, căng dây ra. Đo này, đấy. Đẹp ơi chị luôn á. Đấy, đẹp. Đâu, xem vào. Đâu cái nào này 1 2 3 vô cố lên Vương cố lên mẹ cố lên cố lên người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé mẹ kêu lại sao vậy kêu lại sao vậy cái đầu tính đủ á cô đâu giờ tôi người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày chơi đố cầm muối cái đủ mấy cái khóc tao cái đó khóc ngoài mày áo ai mà quá chứ ai còn vô đó vậy cái khẩu trang đâu mày gì luôn con mèo tao rồi đủ mấy tao là thành quay phim rồi á nãy giờ thấy rồi có cái bụi đê mà nói mẹ luôn quá cái ai nứt mẹ rồi đủ mẹ nứt đi tiếp tục tụi mày tiếp tục ai còn có bụi đê tiếp cho nên nó rồi giết cái đụng mẹ mày tao tự nhiên mấy anh đây nó là máy khoác mấy anh đây nó là máy khoác nào tao cũng biết luôn hả anh bém đòi mình đấy đụng mẹ cũng đang giục mày đủ mấy biết không không được giục cũng đang lấy bỏ trục rác đàng hoàng ngoài nên nó phạt á mày đừng dám đâu đợi nhì có tao chịu đụng mẹ mà trôi cái ngồi biết đâu mà trôi não được não trôi lại chứ cái áo sát nó làm sao ừ tao mà còn lỡ xí luôn biết rồi đụng mẹ kéo vậy cũng giống nữa được rồi áo có sao còn mũ đúng mày nghe mày. Ê, còn mũ chơi được. Mày đi giữ mày. Đụng mày. Đâu. Đụng mẹ anh quất rồi anh ơi. Đụng mẹ trời, nãy nói đừng có trời mấy đây là sao không cứ trời áo quần người ta mà. Cái đụng áo quần sao nãy anh háo hức lắm mà sao giờ nói kiểu đó. Tôi đã đây không muốn làm rồi, ông lên ông bày đụng. Tôi cái đụng. Tôi lột ra mũ đi đó như cùng vậy. Là Hồng Tứ Hoàng Thiên đó. Đợi thôi tao. Mày nghe đúng không? Nó chứ mày nó kéo sao vậy? Mày tự xí ai chứ? Cái lắc cười gì mà thôi chứ. Nhưng mà đụng mày kéo đây ở đâu ra này? Đụng áo tự xí ai chứ? Buồn lên đưa nha mày. Cái đụng anh đưa hồi nãy anh lên anh nó ngủ anh lụm rõ ràng mà giờ anh chỉ em. Áo con mau mua chưa mày được mấy bữa rồi mày không mua chứ. Đâu. Ai biếu đụng mẹ? Tục cái đâu cầu cái áo. Ai biếu đụng mẹ em cứ đòi cho người khác đi. Đụng mẹ cái áo nó mày. Em nói làm nào? Không cầu tôi do mày chi đó. Ừ. Nói chung là mấy thằng coi đây hả? Ông hả? Ông nói tao là đụng mẹ. Sao ông vừa chơi mình được, chơi lại. Đụng mẹ lên chợ ông mua ông áo khác. Anh mua không? Ông mua không? Hầu giờ ông cứ cho ai là ông nói đưa tiền dưới áo. Quốc mua. Okay. Anh mua đúng không? Anh không chợ mua đúng không? Chủ dục áo đủ quá. Đụng mẹ mau. Tao. Mau que kêu đốt cái mũ hiểm của thằng Thiết rồi giờ. Mày nhích lại làm gì hả? Đụng mẹ đốt cái mũ của hiểm của thằng Thiết rồi nên trao mày nữa là đụng mẹ biết cỡ nào đâu. Không có, thằng Thiết trao. Lấy tiền thôi. Anh cái tiền đâu? Tôi có điện thoại Huawei. Tiền đâu? Tao kêu là
chuồng nó phải không? Trời ơi mẹ mày điên sao vậy? Tao tính về đạp lại cho nó, đỡ đưa lại nó mà điên sao vậy? Tiếc chuột cái miệng nó đụng mày, nó ghét mày hung hồn Phúc ơi. Vậy kêu bạn về tốt xong chó rồi. Bia mày lồng bia. Mày mày thiệt yên thú hả? Bàn túi đụng. Mất lồng, mất lồng. Đâu tiêu. Đâu đâu. Nghĩ mẹ. Đâu. Đâu đâu à? Giỡn chứ mà đụng mày. Mày đụng dạ chịu đụng sao trời? Sao đụng cái mũi em sao? Cái đầu mẹ cái mũi em là làm sao? Mũi nào? Mũi nào? Cái đầu mẹ cái mũi người hiếm tao. Ông quắc ông mua mũi mới cho mày đâu. Cái mũi mới đi chị. Ủa mà trời. Mũi chuyện. Mũi mũi mới đâu mà giỡn luôn mày. Mũi chuyện đồ. Đừng. Mai tao đi đâu vòng. Đầu mũi mới. Mũi chuyện mũi chuyện. Cái đồ mẹ mày. Ủa tao kìa. Cái nào nó chở á? Giờ quan trọng đơn đơn áo thì chở. Giờ ông làm người đây chứ nào? Ông lại biết đâu vậy? Ông lên ông phê đồ gì là ông mua tơi tiền chứ? Đi rồi em mua rồi đây. Này không. Nãy giờ ai phá? Này không, này không có mua nữa. Tự nhiên cái đụ mẹ mà hai anh em kéo. Mẹ cái đây là tự nó kéo mà chứ ai đâu mà đụng vô đâu. Ai cũng vô bụi đi. Thiếp. Quất. Nhanh. Hồi nãy quất cỡ đều được câu chuyện không không đỡ đâu vẫn nói đừng ném. Là ông lên ông bày ra xem rồi là ông biếu cùng thiết cột vô rồi quất chỉ làm thêm không quất biết gì luôn à khô dưới nè tụi mày ông lên ông tàu dưới nè tôi ngày thôi sao quất tàu dưới mày ủa mày tôi nãy bèo bèo tôi không cột tụi mấy ông ai lên lồn thiết đồ úi tôi nói cho tôi cho cái miệng nói giết dưới mày alo 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 lộn đĩa cái chờ anh là cứng rồi không chờ như nào bắt cái gì anh bắt lên đàn anh nói mình là đồ mẹ đĩa nói chung làm người biết rồi có cho có chịu mày kéo chứ cũng ai kéo đâu làm khó tôi đụng mày khó tôi khó đâu khó đâu khó đi rồi còn mày hầu mày đây hầu mày xéo quần không sao bây giờ lụ xéo cái là đủ ăn chơi xéo quần mày sao mình quần mới là quần mới chị còn mua quần mới chị giờ giờ xéo mua áo à xéo áo mua áo ai mua là gì ai mua quá mua đây quần đóng nghe đồng nghiện còn đóng nghe còn nữa đồ này vừa đồ đức gục con em mà đi cháu nha vậy đâu đụng mày đồ quá chung vậy đầu trời cứ chọn đi cho thốn bụng mẹ muốn là gò gốm anh xe em đầu mày thốn anh giật 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 đầu mày xe tao chọn đi chút mà khác mày chứ đâu mày tình thiết cái trời ông lên chơi với nó chọn chứ chút cái áo rồi tao mày đứa nữa còn lại lộn cái mày cái nhanh mày chút nữa là em nên chờ áo nó áo nó còn chút xíu nữa hơn đầu mày hầu giờ tao không chịu nó có hơn đâu em thấy nó cần vui mà có anh mới hơn á cái mặt anh đủ mày luôn chưa mày cái mặt anh đụng vô đồ anh là cái mặt anh nó hơn có chứ thôi giờ mọi chuyện lãi đâu giờ anh sợ mới quay ra đụng mày chọc nó nữa giờ là ngừng nem mưa là tao nem mưa còn hai bên là ngừng 25% áo hậu đồng mua nhiêu mày áo hậu bao nhiêu hậu mua nhiêu hai trăm mấy cho mượn gì có hai mấy thì ông quốc cho mượn gì có để mua mấy kim đồ tôi tiền đâu biết tính tôi đâu cái đụ mẹ vậy à, em chịu hết đi cái đụ mẹ hầu giận trời ông cứ đền tiền đền áo đền quần đồ ông cha mày đền đưa tao đem chục mày đưa đem chục thôi rồi mua đi giờ tao đưa xong tôi nợ cho tiền đâu còn quần kia đụ mẹ mày có đâu mà đi quần kia đâu vậy đụ mẹ đụ mẹ đụ mẹ mẹ mày tôi Rút rút hình thôi nấu ơi rút lên mà rút vô ổn mà đấy không trời nó kéo đủ má cái chi mà nó kéo gãy dài tao chứ cái chi cổ còn nữa trời mé bụng ngay không có đi quanh đi quanh ui mẹ luôn á cũng mấy chi mà nó cỡ nó quanh nó gãy cây là thôi chứ chi còn mé thằng quần ở lấy chi đâu vậy mày thôi ui bờ mưa là nghe cái đụng mày nói tiếng nó tôi luôn á ờ vô quê tao quê cứ nhìn cái tôi nghĩ vậy đi ra bờ mương lấy gì thì vô mà lên rồi vô vô đi ra bờ mương lấy gì quần lên gọi nó gì coi đâu đi nữa coi cái đụng vậy chú nha nhìn nhìn xe kìa mày coi tội bắn xe vậy ừ mẹ ra vậy nào biết luôn mẹ cái gì đấy đấy không còn cái gì đó ấy nó rồng cái tao giật gì đâu mà đụng má gãy cây luôn cuốn mày có gãy không có gãy cây rồi đấy đâu cái đâu mẹ gì vậy gì cút vô chưa đụng má này cát một cút vô dính mày đụng má chơi chơi chứ mày chơi vậy chưa ấy đứa đụng chơi chú biết đâu chơi đụng má nó nghĩ chơi anh quốc
Ông đụ mẹ ông cứ chơi xong ông cứ chỉ tôi đụ mẹ chơi. Đi đâu vậy? Đâu xô. Cái đụ mẹ chưa đời mà chứ đâu vậy? Sao chưa được đá tao đi đâu mất rồi. Ai biết cỡ chị bé ông gì mà ông giờ đáng chịu. Cái đó là coi như một cái mục đích ở ông giờ luôn á. Rồi quá trời. Mày dừng lên. Còn lục lên quay gì vậy?